Và xin chào các bác nhé. Đây là hàng bọn em tiếp tục đóng trong buổi chiều ngày hôm nay. Đấy. Và đang hở lên rất là nhiều này. Những đó lo là KB, mình lo là KB. Đấy. Mình có lo được KB là ngày hôm nay buổi chiều ngày hôm nay bọn em chưa tính là nhiều đơn đăng đại cọc nữa, là 5 đơn là xong. Và cả cái bộ dàn của RKB cũng lên đường luôn. Đấy. Thực sự lo RKB nó rất là trò bò các bác. Hôm nay bọn em trong lúc cài thì không may bị chập điện và bị cháy một con đẩy. Mà loa này nó không được gì luôn. Nó được gì luôn, nó quay là con chở nó nóng nó nổi mà nó giò khói luôn ấy. Nhưng mà nó loa không được gì, tép bác không hay được gì. Cái hân tần không được gì luôn, sau nó ngồi lại nó lại tự đóng lại bình thường, quá hay luôn. Lo giờ cái bề nó trâu bò dã man luôn. Rất là trâu các bác nhá. Này rất là trâu luôn. Các bạn em nó đóng thì rất là nhiều này. Loa rất là đẹp các bác nhá, loa RKB rất là đẹp luôn. Đấy, đang đóng mấy đôi luôn. Lo cái đít luôn anh luôn. Lo cái đôi. Đấy. Chào bác Hải Nguyễn nhá, chào các bác nhá. Cặp này 8 triệu rưỡi, thương hiệu của Đức. RKB thì các bác biết rồi, loa này thì bát nó đánh ác luôn. Bát nó đánh ác luôn. Đấy. À, bác Vân Đặng đang lấy loa này hả? Bác Vân Đặng lấy loa gì đây? Chị xong nhé, quay chị Hà đó, chị Hà cho hàng đi em cái nhá. Vậy em chiều nay vẫn đang đóng BOTH đây. À, em đang đợi các bác, thực sự là hôm nay có rất là nhiều người em đợi cọc nhưng mà chưa thấy cọc được, bởi vì là hôm nay thứ bảy. Nhiều người bảo là hôm nay thứ bảy không cọc được thì bảo là thứ hai. Đấy, cho nên là hôm nay bọn em sẽ đóng hơn chục đôi BOTH thôi. Còn đợi các bác phải cọc, bởi vì lo này thực sự các bác là thông cảm, bởi vì nếu mà để em chuyển mà không cọc thực sự em không dám chuyển. Bây giờ bọn em bán thứ nhất là giá cũng đã thấp rồi, mà bây giờ bảo không may bị bom hàng thì rất là khổ luôn. Cho nên là các bác thông cảm, nếu bác nào đặt BOTH bắt buộc phải cọc em mới chuyển hàng nhá. Bắt buộc phải cọc tiền mới chuyển hàng. À, còn về cái chuyện mà hôm qua dự đoán mà số lượng đóng hàng á, thì thông báo các bác là tối nay em mới làm video để kiểm tra, bởi vì là video của YouTube bên này bị lỗi, cứ khoảng 24 giờ nó mới lưu được cái video, thì em mới kiểm tra được và em sẽ kiểm tra. Ai đầu tiên em sẽ quay video thực tế luôn. Ai được là em sẽ quay video thực tế luôn, chứ còn không có gọi là dấu dí rồi nhá. Cho nên là ai không được thì cũng thoải mái nhá. Chỉ có 3 bác khách được rồi, sẽ có 3 người được nhá. 3 người của 3 kênh, kênh Xuân Đốc Đỏ, kênh Thiên Lý Hàng này, kênh Năm Tiếp và kênh Năm Tiếp Audio và kênh Xuân Đốc Đỏ Audio. Có 3 kênh, mỗi một kênh sẽ có 1 người được. Đấy, em sẽ quay video công khai luôn cho mọi người xem luôn. Cho nên nếu ai không được thì cũng thoải mái nhá, chứ đừng có giận dỗi giống một lần trước nhá. Thực sự là nếu mà cũng vì một chuyện vui mà là xong lại ra cái chuyện không vui là không thích đâu. Rõ quan điểm luôn, em sẽ quay thực tế. Em sẽ quay video thực tế luôn. Cho nên là mọi người nhớ được em. Đấy. Ok, bác họ sĩ Việt, ok, yên tâm, nếu mà bác vào trước người ta là sẽ được thử, yên tâm, bác họ sĩ Việt. Nếu bác họ sĩ Việt là khách quen đấy, nhưng mà em cũng sẽ không ưu tin đâu nhá, cứ theo đúng thôi. Ai chứ sẽ được, chứ không phải là mọi người bảo là mà cứ người quen là em ưu tin như vậy là không được nhá. Bởi vì là nhiều khi là các bác lại bảo là em mất lòng tin về em, biết đầu lắm. Rồi. Rồi, cái loa này thì nó trâu bò dã man luôn, thật các bác là nó trâu bò dã man luôn. Hôm nay bọn em bị chập một con đẩy. À, bị chập một con đẩy, đó là nó sung lên loa. Loa các bác biết là nó khói ra loa luôn. Khói nó nóng, nó con chở nó nóng à, nóng bóng tay luôn á. Nó ra khói luôn. Đấy, nó bảo vệ luôn. Cho nên là ra là như là cứ tưởng là kỹ trong bụng là chắc đi rồi, loa chắc hy sinh mẹ rồi. Nhưng mà đúng là lúc sau là nguội ra là cắm chạy bình thường. Hay thế. Quá hay luôn. Con chở nhiệt nó bảo vệ tép với bát luôn, không được gì hết luôn các bác nhá. Bát tép không cháy luôn. Mà trong khi nó là bị chập điện. Hay đôi loa này đúng phải nó là quá trâu luôn. Đây vậy em đang đóng đây. Đang đóng RKB đây. RKB mình buổi chiều ngày hôm nay là em đã nhận được 5 đơn cọc tiền rồi, là cho đi luôn. Còn những bác nào mà đặt hàng mà chưa đặt cọc tiền thì cũng cố gắng là cọc cho vợ em buổi chiều ngày hôm nay là tốt nhất. Bởi vì ngày mai là chủ nhật rồi, chắc là không cọc nữa đâu, lại phải thứ hai cơ. Cho nên là lại bị chậm trễ cho các bác thôi. Cho nên mọi người cố gắng cọc tiền trong buổi chiều ngày hôm nay để càng sớm càng tốt để bọn em cho hàng đi. Đấy. À, RKB này thì bắt 30. Bắt 30 các bác nhá. Bác nào mà chưa xem cái lo này thì vào kênh của em nhá. Vào kênh của em các bác xem lại cái video nội thất của em cái. Đã có video nội thất rồi đấy, các bác để xem qua giùm em. Đấy, và lo này đẹp, rất là đẹp luôn cho các bác luôn. Yên tâm. Lo cực đẹp. Ô, cái này bị mài bác tính này. Một cái cọ rách chảy luôn này, chấm lại đây. Đấy. Lo này cực đẹp cho các bác luôn nhá. Lo rất là sâu, có chỉ là cái thùng lo rất là sâu nhá. Thùng lo nó rất là sâu luôn. Từ to. À, đây đóng là đôi này. Đây có là đôi RKB tiếp này.
đây cũng là RKB này, đây cũng là RKB này, đấy trong kia một đôi RKB kìa, đấy đang đóng RKB rất là nhiều các bác nhá. Đấy con thủ chiêu ngày hôm nay đóng là được loa BOTH là bọn em đào chiều này đóng tầm khoảng 15 cặp thôi, đóng khoảng 15 cặp BOTH các bác nhá. Buổi chiều ngày hôm nay đóng khoảng 15 cặp BOTH và 5 cặp loa RKB, loa Eric 2 cặp, Eric 2 cặp. Đấy, Eric sẽ 2 cặp. Eric 1 cặp 25, 1 cặp 30. 1 cặp ETC. ETC đây 1 cặp. Và một bộ dàn nữa, bộ dàn sẽ có bao gồm đẩy RKB này, đẩy RKB này. Rồi loa RKB này, vang Theta K3 này. Đấy. Và mic Redcat bác nhá. Với cái bắt bộ dàn của một bác khách ở Hà Nội. Đấy. Bác đã cọc trước 10 triệu rồi. À xin lỗi không tiết lộ được vì là cái này là bí mật của bác ấy nhá. Đẩy 450W đánh RKB nói chung là đánh cũng không được xuất sắc lắm, đánh vẫn được nhưng mà bảo xuất sắc thì cũng không có chắc là khó. Bởi vì là loa này công suất nó là 400W rồi nhá. Công suất loa này là 400W rồi. Nhưng mà cũng may mắn là vì đánh được, bởi vì sao? Nếu mà như loa khác đánh không lên đâu. Nhưng mà loa này may mắn một cái là độ nhạy nó cao. Cho nên là đánh có thể là đánh vẫn được nhưng mà nó không xuất sắc đâu. Độ nhạy con này lên tới 98 decibel cơ. Đây các bác nhìn này. Con này độ nhạy lên tới 98 decibel này. Thấy không? Đấy. Độ nhạy lên tới 98 decibel nên là công suất loa này có nghĩa là loa này nó không ăn công suất nha. Loa này nó không ăn công suất nhiều cho nên là đánh nó chạy lên. Nhưng mà để xuất sắc đánh loa này cái tầm 600W nha. 600W là đánh ngon nhất. Nếu bác nào có điều kiện thì chúng ta chơi đồng bộ luôn. Đó là chơi đẩy RKB luôn. Đây. Ví dụ đây. Đây là bộ dàn của bên em vừa cài xong này. Đây, bộ dàn bên em vừa cài xong đúng không? Thì nó sẽ bao gồm cả đẩy RKB này đồng bộ với loa này. Đấy. Đấy là nó sẽ đồng bộ với loa này, cùng một lô mà. Có nghĩa là bọn em thanh lý ở nhà mẹ ở bên ba ra á, nơi cái hệ thống karaoke ra là nó bao gồm cả đẩy luôn. Thì đẩy này nó sẽ đồng bộ với lại loa luôn. Đấy, đồng bộ với lại hãng loa luôn. Nên bác nào có điều kiện thì chơi đẩy RKB luôn. Và mic Redcat. Đấy, vang Theta K3 cộng. Đấy, bọn em sẽ đồng bộ hết cho các bác luôn. Đủ hết luôn nhá. Là bác nào mà chơi loại này thì liên hệ em luôn. Rất là nhiều. Đấy. À đẩy RKB anh, đẩy RKB thì giá nó sẽ cao hơn DK anh nhá, hơn 5 triệu một chút. Đấy, hơn 5 triệu một chút. Đấy. Đấy thì rất là đẹp. Chung là rất là đẹp. Đang rất là đẹp các anh nhá. Nó màu xanh. Đấy nó là màu xanh dương. À, nó đồng bộ với màu tem này các bác như này. Tem con này nó màu xanh dương này. Thấy không? Con tem con này nó màu xanh dương này. Tem RKB nó màu xanh dương nên là đẩy nó cũng làm màu xanh dương luôn. Để đồng bộ với loa đấy, nhìn thấy không? Cái nước sơn ở ngoài nó là màu xanh dương luôn. Còn mặt trước nó màu trắng. Màu trắng sữa nhưng mà cái vỏ đó nó sẽ là màu xanh dương cùng với lại cái màu tem. Đấy, nó làm đồng bộ các bác ạ. Đây này. Nó cùng cái màu tem này. Tem con này là màu xanh dương này, cái đẩy cũng vậy luôn. Có nghĩa là đôi loa cái nó đẩy với loa nó sẽ đồng bộ với nhau. Nếu bác nào có điều kiện là lấy cả đôi thì nó ngon lành nhất. Đấy. À BOTH à, BOTH kích thước trong cả đồ bao nhiêu sơn nhỉ? Ba mấy nhỉ? 33. Đây nhá. Kích thước của loa là 33 nhá. 33 phân chiều rộng này, 33 phân chiều sâu này và cao 50 phân nhá. Đấy kích thước rất là đẹp luôn. Loa phải nói là kích thước như này là quá đẹp rồi. Có bên nhiều em này nhìn rất là cứng cáp luôn. Loa BOTH nhìn rất là cứng cáp luôn. À, loa RKB bên em bán là 8 triệu rưỡi nhá. Bao zin, bao xịn, bao hay đâu mà đẹp luôn. Cho bác đây, RKB đây, đang đóng ở đây. Đây cũng là RKB nhá. Đấy. Và đây cũng là RKB. Đây cũng là RKB. Đi sớm đi. Đây. Đây là loa BOTH. Kích thước của nó em đọc lại lần nữa nha, cao 50, rộng 33, sâu 33, cao 50. Đấy, loa phải nói là cực đẹp luôn, đẹp, hay, rẻ. Ta có một số bác là nhận được loa của em rồi, nhận được loa này rồi. Ôi, ý kiến thì thôi luôn, tuyệt vời. Và kể cả loa Eric, hôm nay có một bác khách qua điện chẳng cảm ơn em. Thực sự là loa này trong tầm tiền đấy, quá tuyệt vời em ạ. Đấy, đôi loa Eric mà 510 đấy, bác bạn quá tuyệt vời luôn. Đấy. Một đôi này thì còn các bác về còn quá tuyệt vời nữa các bác nhá. Đó cho nên bác nào đã có nhu cầu thì liên hệ em. Còn loa RKB là 8 triệu rưỡi. Đây là loa này là 8 triệu rưỡi này, bác thợ đang đóng này. Đấy.
Loa này là 8 triệu rưỡi này. Loa RKB thương hiệu của Đức nha. Zin 100%. Đẹp. Đấy. Tiêm RKB màu xanh. Đây là hai đầu này cái đầu nó chắc. Đấy. À vậy bác Huy Hồ. À do là trước đây em bị một lần đó là mà nhận đơn của các bác rất là nhiều. Nhận đơn của các bác rất là nhiều nhưng mà đợi mãi không thấy ai cọc cả, cuối cùng là cái người ta có nhu cầu mua đó thì bọn em là từ chối. Cuối cùng sau bọn em cứ giữ hàng mãi, cuối cùng là một số người cuối cùng sau lại không nhận nữa. Đấy. Rất là buồn luôn. Cho nên là do lý do vì vậy cho nên bọn em chỉ ưu tiên những ai cọc trước, bọn em sẽ chuyển trước. Đấy nên bác thông cảm. Kể cả loa BOTH cũng vậy, loa này cũng vậy, em đã thông báo luôn rồi. Loa này em có thông báo luôn là những ai cọc trước em sẽ chuyển trước, còn nếu những ai cọc sau mà hết hàng thì các bác thông cảm với em luôn. Các bác cũng đừng có trách em chuyện này bởi vì là nó là nguyên tắc rồi. Bởi vì là bọn em đã bị rất là nhiều. Đó là giữ hàng cho các bác, giữ cả tuần luôn. Giữ chán, giữ chê các bác, để đợi từ để chắc chắn phải để cho anh đấy, để anh đi chuyển tiền nhưng mà đợi cả tuần sao không chuyển. Xong quay lại một câu thì bảo là thôi anh không lấy ở đâu. Đấy, cuối cùng là cái người mà ta cần lấy em từ chối. Không được lấy, và cái người mà cuối cùng là mình giữ hàng cho thì lại không lấy. Thế nên là rất là bức xúc chuyện này. Nên là em từ giờ bây giờ em sẽ ưu tiên những ai mà thực sự muốn lấy hàng cọc tiền trước thì em sẽ chuyển trước. Đấy. BOTH là giá 5 triệu một đôi. Đấy, 5 triệu một đôi. À, kế toán ra cho văn phòng anh ạ. 5 triệu một đôi các bác nhá. 5 triệu một đôi thì loa này thật các bác là chẳng chỗ nào có. Rẻ nhất thị trường luôn. Từ xưa này BOTH có bao giờ dám bò thờ này, có bao giờ ai dám nói là loa rẻ đâu. Loa bò thờ chúng ta gọi là bò thờ cũng được hoặc là BOTH cũng được. Đấy. Loa này thực sự là nó rất là mắc. Đặc biệt là những loa 30 của nó mắc giá man lên tầm khoảng 17 18 triệu một đôi. 17 18 triệu một đôi full 50. Đấy. Loa này các bác muốn nghe thử thì vào kênh Năm Tiếp để nghe thử nhá. Trong kênh Năm Tiếp đã có test thử rồi nhá. Loa này này. Bác nào muốn nghe thử thì vào kênh Năm Tiếp Audio đã có video test thử rồi đấy. Nghe thử qua là biết. Em bảo hay mà. Em bảo về nghe không hay cho trả lại mà. Cho nên cái chuyện này không phải lo. Đấy nhá, không phải lo lắng gì nhá. Đấy. Hàng thì đẹp, từng nước sơn luôn. Từ nước sơn cho đến độ zin tất cả mọi thứ đẹp tuyệt vời luôn cho các bác luôn. Rất đẹp luôn. Loa này thì thật sự là từ quá giờ bọn em đóng là đóng không mệt mỏi loa này luôn. Đóng không hề mệt mỏi luôn. Đóng mệt mỏi đóng nhiều phải mệt mỏi không hề mệt mỏi. Nhiều phải mệt mỏi. Em đóng mệt mỏi với cái loa này. À chào bác Đồ Thị Chủ nhá. À BOTH thì thật với anh này hiện tại đang còn ngồi đây, đang còn đây. Đây vẫn đang còn đơn thì nói thật với anh là em nhận rất là nhiều rồi. Em nhận thật các bác là nếu mà lượng đơn nhận thì có khoảng 100 đơn. Nhưng mà lo thì có 60 đơn, 60 đôi. Nhưng mà cái lượng mà cọc tiền thì mới hiện tại khoảng độ 80% thôi. 80% là cọc tiền. Đấy, còn khoảng độ hơn 20%, 20% là hiện tại bên em vẫn đang trong quá trình là đợi các bác cọc tiền để gửi hàng. Cho nên là chưa đóng nữa. Đấy, đóng ở đâu, cọc đến đâu đóng ở đó. Cho nên là em sẽ thông báo là em chỉ nhận đơn bác nào cọc em sẽ chuyển. Thế thôi. Cứ cọc trước em chuyển trước. Còn nếu bác nào mà không cọc thì em cũng xin phép là không chuyển hàng. Cho nên là cái bác nào mà nếu mà muốn lấy thì bây giờ vẫn còn cơ hội. Các bác cọc trước thì em sẽ chuyển trước. Thế thôi các bác ạ. Chỉ cần nhiều người đặt hàng trước nhưng mà sau này cuối cùng là em đợi mấy ngày sau. Đấy. Mấy ngày sau cuối cùng là mới cọc cho em. Cuối cùng là sau là bảo không cọc nữa. Rất là mệt. Đấy bác nhá. Đấy. Bác Thị Lưu ơi, bác Thị Lưu thằng nói mà có buồn cười đó bác Thị Lưu. Rồi em hỏi anh này, em đưa cho anh đôi loa này mà anh em không cầm cái gì của anh. Thế xong là em đi van xin anh em đi xin tiền à? Hả anh? Hay là em thuê xe từ Thanh Hóa đi ra mãi ví dụ Cà Mau đi xin tiền của anh à? Anh không chạy em lo làm gì đâu. Em biết nhanh ở đâu mà tìm. Đúng không ạ? Thử anh nói mà có lý do. Bây giờ anh đến điện máy xanh người ta cho anh mượn hàng, anh phải đưa tiền đủ người ta chứ. Rồi anh mới được nghe thử chứ, anh đem về anh nghe chứ. Anh nghe không ưng thì anh đến anh trả lại người ta trả lại tiền cho anh chứ anh chuyển điện máy xanh hay là ví dụ Nguyễn Kim đi đến nó ôm chẳng nhẽ các bác cầm không cầm tiền đến ôm tivi về xem à, ai cho các bác làm vậy, người ta đâu có điên, người ta cũng không có rảnh, người ta đi chạy theo các bác đi văn xin anh trả loa cho em đi, đâu có rảnh. Anh nói một câu rất buồn cười, nếu mà anh bán hàng được như vậy em mua hết bao nhiêu hàng anh em cũng mua về em nghe thử hết. Anh muốn được nghe thử thì anh phải bỏ tiền cho người ta cầm một cái đuôi chứ. Bắt người ta cầm lưỡi không cầm được à. Các bác thấy có là buồn cười vậy không? À.
cây nào. Ok bác Nguyên Nguyên, ok ok. À nếu mà bác nào mà mình nhận bằng xe thì không cần cọc. Đấy, nếu mà nhận xe thì không cần cọc. Còn nếu mà nhận bưu điện thì bắt buộc phải cọc. Không cọc thì không gửi, nó thẳng qua điểm luôn. Kể cả khách quen trừ những khách thợ ra. Còn nếu những khách lẻ, kể cả khách quen thực sự quen thì em mới không yêu cầu cọc. Còn nếu mà những bác mà mới mua một lần thì em cũng bắt yêu cầu cọc, bởi vì là em cũng dính nhiều, rất là nhiều đơn khách quen rồi. Đặt cho vui xong cũng vẫn không lấy. Đấy. Còn lo nó thật các bác là nếu mà bác nào về nghe bảo không ưng mà được trả lại mà thằng Xuân Tốc Đỏ này nó không nhận thì các bác đến đây đập vào mặt em. Và kể cả các thằng các bác là em bán hàng bao nhiêu năm nay rồi. Cái thương hiệu nó thật các bác là cái chuyện này chưa bao giờ làm sai. Đấy, cũng chưa bao giờ có ai mất đồng xu nào với em cả. Đấy, nếu các bác nào không tin thì đi tự hỏi. Đấy, ok không? À, làm anh không cần anh ơi, chứ anh năm nay đâu có việc đâu anh, năm nay đói lắm. À, năm nay phải đói. Còn loa này thật các bác thì 5 triệu mua loa nằm chứ cần nói đấy, hôm nay mà được $1 full như thế này thì hiếm lắm nha, không có đơn giản đâu bác ạ, rất là hiếm, cực kỳ hiếm chứ không phải hiếm thường nữa. À đấy, RKB chạy mạch là A600, công suất là 600W, à, giá thì trên 5 triệu một con, em sẽ không báo giá. Nếu bác nào lấy theo bậc cả bộ em sẽ bán giá tốt hơn, em xin phép là không báo, bởi vì sao? Bởi vì đấy, em sẽ ưu tiên những ai mà lấy combo. Lấy combo có nghĩa là lấy đồng bộ là cả loa cả đẩy, thì em sẽ chiết khấu cho một cái giá tốt. Đấy. Còn bán lẻ thì tùy, tầm khoảng trên 5 triệu một con. Đấy, đấy là về nó mắc hơn đẩy DK. Nếu mà đẩy DK ra đăng kinh là A600 thì em sẽ bán, nếu mà hàng là A800 á, là A800 thì em bán 5 triệu rưỡi. Đấy, còn là A600 thì em bán tầm khoảng 5 triệu 5 triệu 2. Đấy, DK là bán tầm đấy. Chào bác Trần Xuân Hòa nhá. Vâng, chào các bác ạ, bọn em đang đóng, tiếp tục đóng hàng cho các bác đây. Đây buổi đi trước đây, bác cứ đợi lâu á. Buổi chiều ngày hôm nay đóng được bao nhiêu thùng rồi bác? Em sẽ kiểm tra xem được bao nhiêu thùng rồi nào. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Được 19 thùng rồi bác ạ. Mới được có 19 thùng rồi bác nhá. Đóng chưa xong được. Được 19 đôi loa rồi. Đấy. Ô, bác Hồ Sĩ Việt ơi, chưa đã hết anh ạ. Đóng chưa hết là đóng đâu nhanh đâu. Bởi vì em mà đóng đến đâu em đợi cọc cái đó cơ. Bởi vì nếu mà có nhiều người đặt hàng lắm, nhưng mà hiện tại đang đợi cọc, các bác chưa cọc. Đấy, không cọc thì em không gửi được các bác ạ. Thông cảm giùm em. Bởi vì cái chuyện này thực sự là bán, thứ nhất là bọn em bán giá cũng ok lắm rồi. Mà bây giờ không cọc cái bom hàng em phát nữa thì thực sự các bác là em sặc máu luôn. Sặc máu luôn, cho nên là bắt buộc phải đợi các bác cọc thì em mới chuyển hàng. À, các bác cọc bắt đầu thì em sẽ chuyển hàng ở đấy. Đấy. Các bác cọc bắt đầu thì em sẽ chuyển hàng cho các bác ở đấy nhá. Đấy. Hàng này đóng rất là nhiều rồi này. Đấy, đóng là rất là nhiều rồi. Đấy. Chào bác Trần Nguyễn nhá. À dơ vẫn còn anh ạ, nhưng mà mấy hôm nay bọn em đóng số lượng lớn hơn á. Mấy hôm nay bọn em đóng nhiều quá cho nên là bắt buộc là phải đóng bằng xốp với nhanh kịp được anh ạ. Nếu mà đóng bằng dơm thì không kịp được. Nếu mà đóng bằng dơm thì cái tốc độ đóng rất là chậm. Đấy nên bọn em phải đóng bằng xốp mới nhanh được. Đấy, đóng bằng xốp rồi mới nhanh được, chứ đóng bằng dơm thì một ngày chỉ đóng được ít thôi anh ạ. Một ngày nếu mà đóng từ sáng đến tối thì lắm được khoảng 25 26 đôi. Và đóng hết sức luôn á. Còn nếu mà đóng một buổi chiều thì chắc là được khoảng độ đóng mình buổi chiều không thì một buổi chiều đóng nhiều lắm được 10 đôi là cùng. Được 10 đôi loa thôi. Cho nên là nó chậm lắm. Nên là bây giờ sắp mấy hôm nay là lượng hàng đi nhiều nên bắt buộc bọn em phải chuyển sang đóng xốp cho nó nhanh. Chứ còn bọn em vẫn ưu tiên đóng rơm, bởi vì đóng rơm nó rất là an toàn. Đóng rơm nó êm hơn đóng xốp các bác ạ. Nó êm hơn nhiều, nó êm hơn đóng xốp nhiều. Đóng xốp thì nó cũng an toàn nhưng mà nó không được bằng rơm đâu. Rơm nó an toàn hơn nhiều, rơm nó rất là êm. Có rơm xuống nó còn nảy lên đấy chứ, nó còn nảy lên luôn đấy. Còn nhưng mà hôm nào mà đi tầm khoảng chục đôi thì đóng được, chứ còn hôm nào mà đi nhiều như thế này thì đóng không nổi. Đóng không kịp được các bác ạ, đóng lâu lắm. Vâng, cảm ơn bác Tình, chào các bác nhá. Vâng, mọi người đang xem livestream thì ủng hộ cho nút like nhá.
gọi cho nút like, bên em vẫn đang cố gắng đóng cho mọi người đơn đây. Những cái bác nào đã cọc rồi là đi ngày hôm nay luôn, cứ bác nào cọc rồi là hàng đi luôn, kể cả bây giờ các bác cọc xong em cho đi luôn đấy, cứ cọc hôm ngày hôm nay đi luôn hôm đó, không đợi nữa đấy, cho mọi người đi luôn, bởi vì là ngày mai chủ nhật rồi. Bây giờ là ngày mai chủ nhật rồi, nếu mà bây giờ vợ em mà không đóng ngày hôm nay ấy, thì là bữa kia mới đóng được bác nha, là phải bữa ngày mốt cơ, ngày mốt hàng mới đi được nhá, bởi vì ngày mốt là mới đi được đấy, nó sẽ chậm hơn cho các bác, cho nên là bên em sẽ cho đi cho các bác luôn. Đây hôm nay em mới về một lô vang đây, lô vang Theta K3 cộng mới về tiếp đấy, đây các bác nha, hôm nay cả mới về một lô vang Theta K3 cộng này đấy, màu tím, hôm nay là cái bản màu tím, hôm trước là bản màu màu hôm trước là màu gì nhỉ, hôm trước là màu ghi hôm trước là màu ghi, màu xanh rêu đấy, hôm trước là màu xanh rêu, thì hôm nay là về bản màu tím các bác nha, này gọi là tím mộng mơ màu này là sặc sỡ đấy, Theta K3 cộng và tên TNZSA, để TNZSA với Theta K3 cộng là một các bác nhá, hai con là một, nó cùng là một thương hiệu cả đấy. Những cái nhiều người hay thắc mắc là tại sao lại có con TNZSA đấy, TNZSA này hoặc là lo cũng vậy, thì các bác để ý cho em á, cái thương hiệu TNZSA nó là thương hiệu của Theta nhá, cho nên các bác để thấy là thọ lo thì thường người ta ít khi để lo tên Theta lắm, mà ta ghi lo là lo TNZSA không à, đấy đây là tên của hãng nhá. Đấy, tên của hãng luôn, cho nên là nó sẽ cùng tên Theta K3 cộng, mà con này nó hai con là một luôn đấy, hai con là một, nó cùng một thương hiệu đấy, các bác cứ vào hãng và biết nhá, chúng ta vào hãng là chúng ta sẽ biết ngay được lý do, nó cũng giống như B3 với lại 3G vậy đấy, đấy 3G với B3 là một, thì con này cũng vậy luôn. Vậy em về được khoảng mấy chục con các bác ạ, đến xem nào, 2, 4 này, 6, 8, 10, 12, 14, 16 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, khoảng 64 con các bác nhá. Tầm khoảng 64 con vang này. 64 con vang Theta K3. Đấy. Thì cái này sẽ một ít vài hôm rồi em sẽ lên sóng cho các bác. Là tối nay sẽ đang suy nghĩ xem lên sóng các bác cái gì được. Đấy. Bởi vì là sẽ lên sóng các bác có thể là lên chắc sao 25 chẳng hạn đi. Đấy, số lượng nó ít vậy lên trước. Đấy. Những dòng loa số lượng nó ít vậy em sẽ ưu tiên lên trước. Bởi vì RKB thật các bác là chắc là các cũng được ngày mai là hết hàng rồi. Bởi vì là hiện tại đơn cũng rất là nhiều nhưng mà các bác cũng chưa cọc. Hôm nay thì loa RKB thì em chỉ có bao nhiêu đôi thôi nhỉ? Mất 4 đôi là thành lý đúng không? Không tính là thành lý, còn được mấy đôi nhỉ? Hơn chục đôi đúng không anh nhỉ? Nói chung là cái lô này em không có nhiều đâu. Lô này bởi vì em sẽ có 4 đôi là em sẽ bán rẻ cho mọi người. Sẽ có lý do thông báo sau. Các bác nha, sẽ có 4 đôi. Có 4 đôi là em sẽ bán giá thấp hơn cho các bác. Đấy, lý do vì sao là em sẽ nói sau. Đấy, còn đâu là khoảng là chắc là khoảng độ chúng nghĩ chắc là không được chục đôi đâu. Chắc là không được chục đôi này đâu. Là hàng mà em sẽ bán là 8,5 triệu. Đấy, 8,5 triệu một đôi lô này nhá. Đấy. Quân vang TNZSA có lỗi mật khẩu không vậy bác? TNZSA2 hay những con vang Theta, tất cả những con vang trước khi đi ra để được cài ấy, có nghĩa là một con vang để cài được ấy, là bắt buộc phải được mở khóa rồi mới cài được. Các bạn hiểu không ạ? Cho nên là nếu mà không quân vang nào mà đi ra khỏi cửa hàng mà không được cài cả, bởi vì nếu mà không cài được thì không thể gửi được, không thể hát được. Cho nên là bọn em đã cài được rồi, có nghĩa là sẽ không bị khóa. Chỉ cho họ sợ trường hợp là các bác về không may ấn linh tinh. Các bác ấn thì không may ấn lộn vào cái phần mật khẩu, các bác ấn nút nào nó ra mật khẩu đó. Nên là sợ nhất là đó thôi. Bởi vì nếu mà các bác mà ấn như vậy á là bây giờ bọn em phải chạy phần mềm lại thì nó mới hết được cái mật khẩu đó. Đấy. Cho nên là hôm qua có một bác khách trong lúc em livestream ở trên kênh. Thực sự là bác vào nói em rất là bực và em nói luôn, nói thẳng luôn. Mặc dù là em rất là bực, em nói thẳng các bác là các bác ấn không may nhầm hay như thế nào để nói em một câu. Em hỗ trợ ngay lập tức, cái chuyện mà bọn em unlock thì nó cũng đơn giản thôi. Không khó lắm. Đấy, nói một câu là hỗ trợ ngay. Nhưng mà bác khách nói là mua vang em về xong rồi vứt xó. Đấy. Mua ông xong đùa xong về vứt xó là phí tiền thế này kia. Thực sự là em nghe câu đó là em rất là bực mình luôn. Bởi vì nếu mà bọn em được cam kết, nếu các bác nhận hàng về mà không ưng các bác được trả hàng, mà tại sao không trả mà vứt xó? Vậy là ông có thừa tiền. Đấy, xong rồi không liên lạc lại với em. Cùng chẳng liên lạc lại với em đã bao con vang bị khó như thế nào, không nói một câu nào nữa. Bao nhiêu lâu nay rồi.
lâu lắm rồi, từ khi nào giờ. Hôm qua tự nhiên lên bình luận với em là câu là mua ông vang ông số đúc đỏ về vứt xó do là không mở được mật khẩu, nghe từng sự bức xúc không đấy các bác. Nếu mà em bán cái vang mà bị khó mật khẩu, các bác la làng là ngay chịu ngay lập tức chứ không bao giờ để đến ngày hôm nay đấy. Thực ra là em hỗ trợ các bác mở được, kể cả những người hết bảo hành hay không, các bác không ai ấn vào em mình hỗ trợ. Nhưng mà nếu mà nói đúng thì bọn em hỗ trợ đơn giản lắm, nhưng mà các bác nói lên không gọi cho em một câu điện thoại nào, mà lên mạng nói câu đó này kia, thực sự là đập vào khắc gì tát thẳng vào mặt em đấy, nên là rất là ghét. Nên là em nói thẳng các bác là hôm qua em bực khi em nói thẳng trong livestream là bảo là riêng bác em không hỗ trợ, tự ôm lấy đấy. Nhưng mà sau thật các bác là tức thì mình nói vậy thôi, nhưng mà sau em mình bảo là tức thì phải nói đấy, nhưng mà đúng thì thôi, nhưng mà dù sao vẫn là khách hàng của mình đấy. Bác liên hệ lại với em hỗ trợ, vì cái chuyện mở khóa nó không phải là lỗi, cái chuyện mở khóa nó rất đơn giản. Nếu các bác nói bình thường với em thì em hỗ trợ các bác mở khóa ngay, đằng này là lên mạng là nói này đấy kia với em là rất là bực đấy các bác nhá. Cái chuyện mở khóa là cái chuyện là không may mình ấn vào cũng xử lý rất là đơn giản, nhưng mà nói cho đúng thì thôi, bởi vì tự nhiên đổ lỗi cho em, bảo là em bán cái này về vứt xó một góc, nói những cái câu không đúng một chút nào cả. Cho nên là khác gì đấy các bác là chửi thẳng vào mặt em. Chào bác Long Hoàng nhá. Từ từ nhá, cái chuyện hôm qua đón chúng hay không ấy, em chưa hề thông báo một cái gì cả, cho nên đừng nói một câu gì cả nhá. Nói như vậy là em cũng không thích đâu, bởi vì YouTube hiện tại đang bị lỗi. Cái video hôm nay là chim báo đĩ cho em này, cái video bây giờ không tin thì thử luôn nhá, nếu ông nào nói sai là thật các bác này, cái video bây giờ em livestream thì ngày mai mới lưu được, ngày mai YouTube họ mới lưu được. Hiện tại YouTube đang bị lỗi một tháng nay rồi, bây giờ em livestream xong em cắt video là xong, các bác để ý cho em không thấy cái video này xuất hiện lên. Một ngày sau cái video này mới được lưu lại thì em mới kiểm tra được đó. Cho nên là cái đơn các bác không quay livestream chiều qua thì phải đến bây giờ trưa ngày hôm nay nó mới lưu xong thì em mới kiểm tra được, thì tối ngày hôm nay em rảnh em mới ngồi em thời gian để em ngồi em kiểm tra là ai được. Em sẽ làm video đồng đàng hoàng chứ không phải là làm chọc mèo đâu. Ai được hay không thì nói rõ, quay video thực tế cho mọi người xem luôn chứ không phải là làm trò mèo. Ai đầu tiên sẽ được chứ không phải là ai đón đúc cũng được bác nhá. Em lôi ra cho vui thôi chứ không phải là làm một cái game show để mọi người bắt đầu giành nhau là lên chửi nói thế này thế kia là em rất là ghét. Đấy. Được là được, không được là không được, nói rõ quan điểm luôn. Em sẽ quay trực tiếp cho mọi người xem. Đấy. Chứ không phải là làm lôi ra lại câu view đâu. Làm thật đấy. Đấy. Cho nên là đừng vì một cái chuyện vui mà xong lên đây là nói không vui với em là em không thích các bác nhá. Đấy, kể cả mà là trước em dính một lần cái hồi mà em tặng mic rồi. Em tặng mic cho các bác, cuối cùng là mọi người lên bảo là tôi cũng đăng ký số được, vừa sao không có gọi lại cho tôi này kia, thực sự là thật các bác nhá. Nó đăng mấy đâu mà làm sao là mất tình cảm. Rất là bực, rất là mệt luôn. Đấy. Vâng, ok bác Trung Lê, dạ. Lo RKB tối sẽ test cho bác, các bác nghe nhá. Do trong live stream em không dám test, cái test là trong live stream sợ nó sợ đánh bản quyền lắm, nó nặng hơn. Cho nên là em sẽ dành riêng một cái video em test cái tên là cái loa RKB cho bác nghe. Nó thẳng các bác là lo RKB nó rất là hay, cho nên cái chuyện mà test hay không thì cũng thoải mái. Kể cả các bác lên trên mạng cũng có video test rồi đấy, cũng có nhiều cửa hàng người ta bán người ta test rồi. Đấy, yên tâm. Ok. Ô bác Trung Lê có chứ. Anh mà ở Thanh Hóa em đã có 3 thùng xốp em mua hết, đặt hàng hết luôn. Ai mà có thùng xốp bán này, ở Thanh Hóa này, gọi cho em nhá. Liên hệ cho em đang cần mua rất là nhiều, số lượng cực lớn. Càng nhiều càng tốt nha, vài trăm cái càng tốt. Các bác có bao nhiêu cái em lấy hết. Để anh giết một chút yếu rồi kìa. Này, ủa yếu lắm. Anh kéo không thể chặt được. Sao yếu rồi trời. Anh cứ kéo lúc nào bằng tính bất thôi cũng được đấy. Không, anh cứ kéo được một đoạn xong anh lại thả lỏng ra. Được cái gì đâu mà. Em mà kéo anh đó anh mở rồi anh ấy đấy. Thật chặt thì cái lo nó mới over được. Cái đang sụp sạch sạch cái lại rơi hư lo đây được cái gì đâu. Cũng là cái kéo với băng kéo mà kéo không được. Đẩy 3 kênh không còn anh nhá. Đẩy 3 kênh không còn ạ. Đẩy 3 kênh thì hết mất rồi. Đẩy 3 kênh không còn các bác nhá. Có
Anh mà có thùng xốp đổi lấy loa đổi luôn. Đấy, bác nào mà có xốp có rơm là đổi lấy loa đổi luôn. Đấy, đổi luôn nhá. Bác nào mà có xốp có loa có rơm là đổi lấy loa luôn. Đây loa RKB này. Đấy, RKB là buổi chiều ngày hôm nay em đi 5 đôi. Đấy, là có 5 bác khách đã cọc được rồi. Cọc tiền rồi em đi 5 đôi. Còn nếu bác nào mà chưa cọc được thì cố gắng cọc cho em đi cho ngày hôm nay luôn. Đấy, cái bên đây bác nào mà cọc được thì em cho đi luôn bây giờ luôn. Còn nếu mà bác nào chưa cọc thì thứ hai đi được nhá. Bác nào mà chưa cọc được thì thứ hai em cho em lại mới cho đi được, bởi vì là mai chủ nhật rồi. Mai chủ nhật là bị chậm mất một ngày đấy. Đây RKB này. Đây cũng là RKB này. Kia cũng là RKB này. Đây cũng là RKB theo dàn này. Đấy. Trong đây có một đôi RKB này, có 5 đôi tất cả bác nhá. Buổi chiều ngày hôm nay em đi 5 đôi RKB. Đấy, 5 đôi RKB. À, cho bác thịnh lượng nha, 3 luôn nhá, bác thịnh lượng nha, 3 luôn nhá. À, cho bác buổi hiện nha, em chỉ set up ở tại nhà được những nhà ai gần thôi. Ở gần thôi chứ còn ở xa em chịu anh nhá. Ở xa là không đi được. Anh Trung lấy liên hệ với chị Hà Đồng Em đấy. Liên hệ với số kế toán nhá. Bảo là anh có shop cái gì đó liên hệ chị Hà Đồng Em với. Hay cọc tiền lấy lo này báo chị Hà em nghe nhá. Số kế toán là 0917967890 nhá. 0917967890 nhá. Chào bác Điệp Vân ơi, bác mua cái gì đấy? Bác mua cái gì vậy bác Điệp Vân? Bác nào mà mua loa bô thờ á. Bác nào mà mua loa bô thờ thì nhớ là cọc trong ngày hôm nay em sẽ đi hết luôn rồi nhá. Đây là một số đôi là em đã cuốn rồi này nhưng mà em không đóng bởi vì là em chưa nhận được tiền cọc. Đấy, em chưa nhận được tiền cọc cho nên em chưa đi. À, anh Đạt ơi, chắc đóng loa này xì cú lấy hai đôi đi. Đóng xì cú lấy hai đôi để cho chắc ăn không là mày tí đơn một số bác khác cọc được lại thiếu công lại vội vội vàng vàng. Đó, thì lo này bọn em buổi chiều ngày hôm nay đóng khoảng 10 mấy cặp rồi. Khoảng 10 mấy cặp rồi bác nhá. Khoảng 15 cặp rồi, 15 cặp này rồi. Thì bác nào mà không Nghệ An không? Em không cài tại nhà được anh ạ, Nghệ An là quá xa. Bác nào lấy cả bộ thì em sẽ cài vào đây cho, em cài đồng bộ cho. Giống đây đây. Đây cũng là một bộ karaoke ở Hà Nội này. Bọn em cài đồng bộ này đây. Bọn em cài đồng bộ đây rồi bác nhá. Đấy, bóng cả đẩy cả vang cả mic đây rồi. Và loa RKB đây. Đây là bộ karaoke bọn em cài cho bác khách ở Hà Nội nhá. Đây bác khách ở Hà Nội đấy. Bác nào mua cả bộ bọn em đã cài sẵn cho các bác về cắm điện dùng thôi. Đấy. À Vatasa ấy. Vatasa hình như là còn một đôi thì phải. Hình như là còn một đôi em kiểm tra lại nhá. Anh giữ máy em kiểm tra đấy. Nhớ không nhầm là hình như còn một đôi. Nhớ mang máng rồi chứ còn không biết chính xác không. À đúng rồi. Đúng là còn một đôi bác này. Đang còn một đôi Vatasa nhá, còn đúng một đôi duy nhất. Đôi này là hôm vừa rồi nói là bán 5 triệu 3. Mất tiền nhá. Bị giới mất tiền rồi. Đây là còn một chiếc tiêm này. Đấy, nó còn một chiếc thôi, còn một chiếc mất tiêm rồi. Đấy, còn một chiếc tiêm thôi. Thì cái tiêm này mà em sẽ cho các bác bằng cái tiêm hãng khác nhá. Cho các bác bằng cái tiêm của hãng khác và các bác sẽ gắn vào tiêm của hãng khác vào cũng được. Cái tiêm không quan trọng là chất âm chứ còn quan trọng là cái tiêm các bác. Còn là lô loa ấy đây. Đây là lô loa, các bác biết lô loa gì không? Đây là lô loa Prodio. Đấy. Em tháo ra một nửa lô để em thay gân trước và một nửa lô để em sẽ không thay gân. Em chọn những cái gân đẹp để lại cho bác. Một số bác nào muốn thay gân thì em lấy em gửi các bác. Và bác nào mà không muốn thay gân thì em gửi gân zin. Đây. Loa rất là đẹp. Đây là những chiếc gân zin này. Thì em giữ lại một ít, em giữ lại khoảng độ em giữ lại khoảng 10 đôi thôi bởi vì là ít người lấy gân zin lắm. Em còn đâu là em tháo hết ra em đi thay gân cho các bác luôn. Đấy em tháo ra bọc rồi. Em bọc ni lông cẩn thận để cho nó tránh trường hợp bị chảy từ. Cái từ bị chảy và em sẽ sáng mai em sẽ gửi đi thành phố để em thay gần cho các bác nhá. Xong rồi em sẽ bán cho các bác cái lô loa này. Lô loa đảm bảo các bác luôn là lô loa này em sẽ bán cho các bác một cái giá cực tốt. Cái giá nó sẽ tốt nhất từ bây giờ luôn. Tốt nhất là thời điểm bây giờ chứ em không dám nói là tốt nhất từ xưa nay. Bởi vì là giá mỗi thời điểm mỗi khác. Đấy. Nhưng mà em khẳng định các bác là giá lần này em bán cho các bác cái lô loa Prodio, một dòng loa của Nhật Bản này. Giá sẽ tốt nhất trên thị trường vào thời điểm bây giờ. Đấy. Ok các bác nhá. Giá sẽ tốt nhất và loa của em là loa rất là đẹp. Loa cực kỳ đẹp luôn. Từng cái keo, từng cái tép, từng cái góc cạnh, loa rất là đẹp các bác nhá. E căng thì đang được đi phơi, đang được giặt cho các bác luôn. Thùng vách là ngon lành hết. Loa của em là loa tuyệt vời đẹp luôn, lô này của em. Đây, mới sắp này bọn em lấy hàng chọn không à. Và bát
Như bác nào mà cần gân thay thì em sẽ gân, em lại thay trước. Đấy, em thay trước cho bác. Em thay xong rồi em sẽ đăng video, bởi vì là em sợ trường hợp là mọi người đặt hàng thì em thay gân không kịp, cho nên em sẽ thay trước cho các bác. Đấy, em thay trước mà hơn một nữ lô. Còn mà ít thì em sẽ để lại gân. Bác nào mà muốn lấy gân zin thì em sẽ để gân zin. Bác nào muốn lấy gân thay thì em sẽ đưa gân thay. Các bác nhớ rằng em là gân mà bọn em thay thì bọn em sẽ tính thêm 100 ngàn tiền công nhé. Bởi vì là cái tiền công thay là bọn em phải thuê mà. Bọn em thuê mất 100 ngàn thì bọn em sẽ lấy đúng cái bác 100 ngàn. Bởi vì là cái này là em không được cái gì cả đâu. Đấy, nên nó đúng quan điểm luôn. Lo thì gân thay thì các bác dùng yên tâm hơn. Các bác cứ thế mà dùng thôi. Dùng 5, 2 năm sau không phải lo thay gân. Còn nếu bác nào mà muốn lấy gân zin á thì các bác sử dụng lúc nào mà các bác thấy rách thì hoặc là kiếm thì các bác tự thay giùm em. Thay thì khóc hết khoảng 100 ngàn một đôi. 100 ngàn một đôi nhá. Gân thay nó không hề là hại gì cả mà nó chỉ tốt thôi. Gân thay thì tiếng bát nó sẽ uy lực hơn. Đánh nó sẽ chắc hơn, nó gọn hơn. Đấy. Còn gân mình dùng dầu thì đương nhiên là nó sẽ hơi bị mềm, bị dẻo đi. Nó dẻo. Nó dẻo thì đánh bát nó sẽ hơi, nếu đánh căng nó sẽ hơi bùng bùng. Đấy, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà nhiều người thích đầu zin cho nên em sẽ để lại một ít đầu zin. Đấy. Em thì kể cả gân zin hay là gân thay thì em đều để cả. Thực ra là những cái gân này đang rất là tốt. Đấy, đang còn rất là tốt nhưng mà cũng phải cắt ra thôi, bởi vì là cái nhu cầu các bác là thích thay gân nhiều hơn cho nên em phải cắt ra một ít. Đấy, em cắt ra bao nhiêu đây? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 đôi. Em tháo ra 18 đôi em thay gân cho bác. Đấy, 18 đôi em tháo ra đi thay gân. Cho mọi người, còn đâu là em để gân zin hết. Đấy, còn đâu là em để gân zin hết. Bởi vì để gân zin nó nhàn lắm. Chứ còn đi thay gân mệt lắm các bác ạ. Đi thay gân tháo ra nè, tháo xong lại bọc từ nè. Đấy là phải bọc từ này. Nếu mình không bọc từ á là người ta đem ra người kia thay gân á, người ta cứ kéo đi kéo lại nó chảy từ. Nó chảy cái từ đi của mình. Đấy, nó xấu cái từ của mình đấy, cho nên phải bọc cẩn thận lắm. Bọc từ lại cẩn thận này. Xong lại đóng gói này, xong lại gửi ra ngoài thành phố này cho thợ họ thay này. Xong lại ra lấy về nữa. Xong lại lắp lại cho các bác nữa, thực sự nó mất mấy công đoạn liền. Tháo này, bọc này, vận chuyển này. Xong lại ra lấy về này, lấy 5 công đoạn này, rồi lắp lại này. 5-6 công đoạn mới được xong một đôi loa, mệt lắm. Cho nên là cái chuyện thay gân này em không thích một chút nào cả. Nhưng mà đương nhiên là phải chiều khách hàng thôi. Khách hàng là thượng đế mà, cho nên là cũng không thể cãi được. Các bác mà làm thì em không cãi được đâu, yên tâm. Còn loa RKB thì em không cần nhiều đâu nhá. RKB gần hết rồi đấy. Em mất 4 đôi, trừ là 4 đôi. 1 này, 2 này, 3, 4, các bác cứ trừ đấy là 4 đôi. Em còn mấy đôi đây, đếm các bác này biết này. Một đôi này, bên này không phải nhá, bên này không phải RKB nhá, bên nó khác nhá. Một đôi này, hai đôi này, ba đôi này, bốn đôi này, năm đôi này, sáu đôi này, bảy đôi này, tám đôi. Tám đôi mà em trừ ra mất 4 đôi là em sẽ bán thanh lý, em sẽ bán ra rẻ. Thì vậy chi là RKB em chỉ còn có 4 đôi thôi. Em chỉ còn có 4 đôi RKB thôi bác nhá. Bác nào không lấy nhanh tay là hết luôn. RKB không bao giờ nhanh, không bao giờ các bác có cơ hội lấy đâu. Em chỉ còn 4 đôi RKB thôi. Là giá 8,5 triệu. Còn 4 đôi kia em sẽ bán ra rẻ hơn. Còn 4 đôi kia em sẽ bán ra rẻ hơn. Này, đương nhiên nó sẽ có lý do. Nó sẽ có lý do các bác nhá. Cái gì nó cũng có lý do cả. Đấy. Thì em sẽ bán ra rẻ hơn và em sẽ đăng ở trên kênh Thanh Lý Hàng. Đấy, kênh Xuân Túc Độ, kênh Thanh Lý Hàng. Các bác nhá. 4 đôi là em sẽ bán giá mềm hơn cho các bác. Còn 4 đôi là em sẽ bán giá đúng 8,5 triệu. Đấy. Các bác nhớ làm em nhá. À, đôi full 25 nào thanh lý tầm 3-4 triệu không? À, hiện tại thì chưa có nhỉ, hiện tại thì em chưa có thời gian để mà kiểm tra được loa thanh lý đâu. Đấy, nhưng mà em sẽ bán xong. Còn loa này thì em còn đúng 4 đôi thôi, bác nào mà muốn loa này thì cũng cọc nhanh thì còn. Đấy, mai là hết luôn. Nói chung là mai này hết luôn. Đấy, hết luôn. Nếu mà so với nói về loa DK, nói thẳng quan điểm luôn. Em đang bán loa DK, không bán nhưng không lại bảo lại em không, em nhận xét bán cái nào thẳng cái đó nha. Đây này, là bộ thờ cũng còn mấy một số đôi này, là hết này. Đấy, và ngoài kia còn mấy đôi thôi. Loa DK cũng có này. DK có này. DK đây nhá. Và DK 25 cũng có luôn. DK 25 em đăng còn khoảng nó chục đôi. Nhưng mà em chưa cho về. Đây còn một đôi này. Còn đâu em chưa cho về. Đây, giá là 6,5 triệu một đôi nhá. 25 là 6,5 triệu một đôi. 6,5 triệu một đôi, loa DK. Nếu mà em nói một cách thẳng thừng luôn, mọi người đừng có bảo là em quảng cáo, bởi vì em bán cả hai loại nha. Loa bô thờ em bán 5 triệu. Bô thờ em bán 5 triệu đúng không? Loa DK em bán 6,5 triệu. Đúng không ạ? Không nó điều nhá. Đang nói sách nói có chứng là em đang bán hàng đồng hoàng đấy, chứ không phải là em tự đoán mò nha. Bác có hỏi em là so sánh hai đôi loa này.
Thì em nói thẳng luôn, em nói đúng quan điểm của em luôn. Cái thứ nhất ấy, so sánh là loa và lệch tiền là em thấy cũng hơi lệch một chút rồi đấy, cũng chưa đúng lắm, nhưng mà ok em nhận xét luôn. Nếu mà nói về dạy tép, mặc dù là loa này sử dụng tép thường của Bidup, còn con DK kia sử dụng tép neo mũi khế của hãng DK, nhưng em vẫn khẳng định các bác là em nếu mà bảo chọn dạy tép nào hay thì em sẽ chọn thằng này. Em sẽ chọn thằng bo thờ này. Không phải là em chê cái tép của thằng DK. Mọi người nhớ được em, luôn luôn nói mọi người rất là rõ cái chuyện này. Em không bao giờ em chê tính tép của DK. Mà em ngại nhất là em ngại cái phân tần của DK. Bởi vì cái phân tần của DK người ta bảo vệ cản tép quá nhiều, cho nên là cái tính tép mặc dù là tép neo, nếu mà DK tép thường là mệt lắm. DK tép thường thì xác định luôn là hát nặng dã man luôn. Tép neo nó đỡ hơn rất là nhiều, nhưng tép neo của DK nó cũng không thể sáng bằng tép của thằng bo thờ là được, khẳng định luôn. Cho nên thằng là bo thờ này, nếu các bác nghe tiếng tép ạ, thì thằng bo thờ tép lên mạnh hơn thằng DK cái rất là nhiều đấy. Tép nó sẽ lên mạnh hơn thằng DK rất là nhiều nhá, mặc dù DK là tép neo. Các bác nhớ được em nhá, điều này nhá, khẳng định luôn, khẳng định 100% nhá, ok không đấy. Còn về giải bát thì DK ngày từ xưa đến nay, nó nổi tiếng nhất về giải bát, nó chỉ nổi tiếng nhất về giải bát thôi. Bát đó là nó thuộc vào cái dạng là đẳng cấp rồi, cũng khó có hãng nào theo đúng không. Nếu mà nói về độ trâu bò thì DK nó cực kỳ trâu bò luôn, nó rất là bền đấy, đánh rất là bền. Nhưng mà nếu mà giải bát bảo là sâu chứ nào thì sự em chưa thể làm một cái video chính thức được, nhưng có thể ok, có thể tối nay em sẽ làm một cái video để mà thử so sánh với giải bát coi. Còn nếu mà giải tép thì khẳng định các bác là bộ thờ nó hơn cái DK rồi. Còn giải bát thì em sẽ cố gắng, nó sẽ làm một cái video, nhưng em nghĩ là nếu bộ thờ có thua thì cũng chẳng chắc cũng có thua tầm 9-10, chứ còn bảo là thua xa là không có. Còn nhiều khi nó còn ngang luôn đấy. Bởi vì về cơ bản là công suất của hai lo này bằng nhau, lệch nhau một chút, bởi vì là con này công suất 250W, còn con kia công suất là 300W, nó hơn 50W các bác nha. Còn bảo là lệch nhiều thì em nghĩ là không lệch nhiều về cái độ sâu. Còn công suất thì đương nhiên con này nó sẽ thua con kia 50W. Đấy, nó sẽ thua con DK 50W. Con này là 250W công suất làm việc, còn con kia là công suất là 300W. Đấy, nó đúng quan điểm luôn. Còn nếu bác nào muốn em so sánh, ok, chiều để so sánh cho mọi người nghe luôn. Tối nay em sẽ làm một cái video chẳng hạn. Em sẽ làm cho mọi người một cái video luôn. Đấy. Ok chưa? Còn lo này khẳng định các bác là cái chuyện mà test hay không thì nó gần như là nó chẳng quan trọng đối với em lắm. Mà quan trọng đối với em là gì? Bao hay, không hay được trả lại. Đấy. Cũng chẳng phải tự nhiên mà đôi lo này em bán 5 triệu đâu. Thật các bác là do số lượng nó lớn, mà bọn em hiện tại hàng đã đang chuẩn bị về rất là nhiều, cho nên em muốn bán giảm giá cho mọi người để bán cho nhanh. Chứ còn nếu mà lo này bình thường thì cứ xác định cho em tầm khoảng 6 triệu một đôi. Nếu mà đúng quan điểm thì em phải bán 6 triệu một đôi bình thường. Đấy. Nhưng mà đương nhiên là mình bọn em do số lượng mà em phải giải quyết để mà thu hồi vốn nhanh, thì em sẽ bán một chỉ bán gọi là có công là bán luôn cho nó nhanh. Chứ còn thực sự cái lo này nó rất là hay, cực kỳ hay mà đẹp chứ. Lo này của em đẹp dã man chứ, phải lo vớ vẩn đâu. Lo đẹp mà lo bô thờ là thương hiệu cao cấp chứ, không phải thương hiệu bình thường. Các bác nha, nhìn cái thùng lo của nó cứng cáp lắm, thùng gỗ, thùng cân đẹp. Còn DK là thùng vát nhá. DK này nó thì đây, DK thì nó sẽ là thùng vắt nhọn. Đấy, DK này. DK này nó sẽ vắt nhọn về phía đuôi. Đấy, nó hơi lệch một chút để về cho độ nghiêng. Còn đối với bo thờ thì nó sẽ là thùng cân. Đấy, nó sẽ là thùng cân. Và ốc bo thờ là ốc không dĩ, là ốc thép không dĩ nhá. Đấy, ốc thép không dĩ này. Đấy, còn ốc của DK là ốc kim, ốc sắt thôi, ốc sơn thôi. Nó là ốc sơn thôi. Đấy, ốc sơn. Thì ốc này sau này nó sẽ bị dỉ. Còn ốc này thì lúc nào nó cũng sáng cả. Ốc này lúc nào nó cũng sáng quắc cả. Đấy, dùng bao nhiêu năm nữa nó vẫn cứ sáng, nó bị ốc, nó là ốc không dỉ. Đấy, thì nó sẽ có những cái cũng khá là hay. Loa nó có một cái hay riêng. Đấy. Các bác nha. Đấy, mọi người bác nào mà thích thì cứ liên hệ em. Đấy, còn JD thì em còn mấy cặp là các bác khách đang cọc đây. Đang cọc xếp kìa, đống kìa. Thì nếu mà bác khách nào mà cọc tiền thì cũng lui lòng lấy hàng giùm em cái. Chứ cứ để ở trong kho mãi đầy mất rồi. Các bác cứ để trong kho mãi của em đầy mất rồi. Đấy.
Loại ETC xã anh, ETC là vậy em cũng chưa có lịch anh nhá. Nếu mà có ok sẽ có lịch thôi, nhưng mà hiện tại cũng chưa có lịch anh ạ. Bằng kèo dán này, dán bảo vệ cái tiền này. Đấy, dán cái tiền. Đấy. Tiền gì đây? Gì đây là 13 triệu một cặp các bác nhá. Loa này thì rất là mắc đấy. Loa này là mắc dã man luôn đấy. Loa thương hiệu của Tây Ban Nha. À, sắp tới em cũng về một thương hiệu của Tây Ban Nha. À, thằng em có GD một chút là nó cùng một đợt quê hương, nhưng mà GD 25 có, em có GD 30 thôi. Em sẽ về Audio Center, Audio Center các bác nhé. Audio Center thì em sẽ về cả 30 và cả 40. 40 cũng có, 30 cũng có. Đây các bác thấy tiêm rất là đẹp đúng không? Lo này là thương hiệu cao cấp mà. Tiếng bát của GD các bác nghe cảm giác á. Các bác nghe cái tiếng bát của GD cảm giác là cái bát này nó đang được nén lại ạ. Nghe nó khác lắm, nghe nó hay lắm. Đó, anh nghe thực sự nó khác hoàn toàn luôn. À, Bosu không còn anh nhá, Bosu em hết rồi ạ. À, Audio Center thì 25 thì hiện tại em không có, mà em chuẩn bị sắp tới về 30 thôi. Em về 30 với lại 40 thôi nhá, chứ 25 em lại không về. Chờ Xuân Tốc Đỏ có vài tô không là sao nhỉ? Không hiểu ý của anh ạ. Em không hiểu ý của anh lắm. Đấy, là bác nào mà cần GD này có thể, nếu mà em sẽ kiểm tra có còn là số đôi nào không. Bởi vì đa số là đơn này, lo này là đã có người cọc hết rồi. Đấy, nếu mà còn thì có thể liên hệ em sẽ thông báo lại sau. Đấy. Và GD các bác nha, GD là một thương hiệu nổi tiếng đấy. Lo này tuyệt vời hay rồi. Lo này được bên em cẩn thận và về dưỡng gân cho mọi người rồi. Dưỡng gân này, dưỡng gân này, dưỡng lại kêu chống nước cho bác luôn rồi này. Đấy. Bọn em về thật sự rất là không ngưng theo dõi những cửa hàng khác đâu. Cửa hàng khác về là cứ thấy lau là gửi đi thôi, nhưng bọn em này cẩn thận lắm. Lo mắc tiền là bọn em về, bọn em lau chùi sạch sẽ này. Xong nếu mà cái kiều trong nước ấy, mà nó là mỏng rồi, nó cái hiện tượng là oxy hóa rồi, thì em sẽ dưỡng lại cái kiều trong nước cho ba bác luôn. Dưỡng lại kiều trong nước này, dưỡng lại kiều gần cho bác luôn này, kiều dưỡng gần cho bác luôn này, để mọi người về dùng nó sướng. Bởi vì lo là lo mắc tiền cho nên là sẽ cố gắng là làm cho mọi người chất lượng tốt nhất để các bác xài. Đấy, rất là hay. Lo vài tô là lo gì trời, làm gì có cái tên lo nào nghe buồn cười vậy anh. Sao nghe lạ thế? Lo gì lo vài tô. Anh chắc là anh biết sai tên rồi, chứ anh biết như vậy sao em đọc được. Anh biết đúng thì em biết ngay à. Đây là lo Vodorio này. Vodorio với cái mã là DFP480MK2. Con này đời cao nhá, con này nó đã có tiền 7 màu rồi nhá. Đấy, con này nó có tiền 7 màu này, đấy. Nó đã có tiền 7 màu đấy, đây là đời cao rồi đấy. Sản xuất năm 2013 này. Đấy, mùng 1 tháng 4 năm 2013 bác này. Lo này sản xuất năm 2013, đời cao phết đấy. 2013 là mới cách đây là được 7 năm rồi. 7 năm rồi bác nha. 7 năm rồi đấy. Súp mặt có anh nhá, súp mặt có nhá. Lo này là thương hiệu của Marang. Vodorio đó là thương hiệu cao cấp của Marang nhá. Có nhiều người không hiểu nên là cũng hơi mệt. Một số bác là bảo là em ơi có Marang không? Thì em bảo anh ơi em có Vodorio thì không lấy. Nhưng thực ra là Vodorio đó là cũng Marang. Đây này. Em cho bác xem bên này, có cái bát nào mà dán bằng mỏng nhỉ, cho bác xem luôn này. Trên bát nó là Marang mà, đây này. Đây trên bát nó là ghi Marang nhá. Từ từ em có cái nào bằng mỏng cho bác xem. Đây này. Đây. Đấy. Nó là Marang nhá. Đấy bác thấy không? Nó là Marang nhá. Có nghĩa là Vodorio với Marang nó là một. Kể cả Vodorio hay không thì nó cũng sử dụng bát cả Marang. Nhưng các bác nhớ được em, bát Marang, bát của Marang mà sử dụng cho Vodorio nó là bát đời cao nhá. Nó không giống như cái bát sử dụng cho loa Marang. Đấy, nó sẽ khác nhau nhá. Đấy, nên nhiều người các bác không hiểu. Đây số mặt, đây số mặt nghi không có, số mặt nghi không có, em chỉ có số mặt thôi. Xúc mặt thôi nhá. Chứ còn xúc mặt nghiêng thì không có. Đấy. Nhiều bác hơi bị lộn ở chỗ mà Marang với lại Vodorio. Đấy. Marang là nhiều người cứ nghe Marang, tên từ Marang nha, nó kêu hơn tưởng là Marang là nó mắc hơn cơ. Chờ anh Thành Phạm nhá. Đây là loa chiều nay đi đây này. Đấy, đóng là các bác thợ đóng là mệt để nghỉ này. Đấy.
Đấy, các bác ra mệt nghỉ ở đây. Đây là những đơn đi buổi chiều ngày hôm nay này. Đấy, rất là nhiều đơn nhỏ này. Đúng rồi. Prodeo nào bắt cũng là mà răng hết. Nó là một mà, nên là các bác không hiểu thôi. Đấy. Đây đây. À, đang đóng bộ thờ tiếp này. Đang đóng tiếp là bộ thờ này. Và loa rất là nhiều. Loa bộ thờ là do loa RKB. Đấy, loa RKB rất là nhiều luôn. Đóng cho các bác rất là nhiều. À, loa và Prodeo các bác đợi em mày vài hôm rồi nhá. Bởi vì em đã thay gân cho bác xong rồi. Thay gân xong em sẽ bán cho bác cho thoải mái. À, bác đặng cho ơi. Em không có anh nhá. Điên. Về lên. Em chỉ có xuất mặt thường thôi nhá. Còn xuất mặt nghi nhá, em không có anh ạ. Đây. Loa BOTH rất là nhiều. 15 đôi loa BOTH đều đi trong buổi chiều ngày hôm nay các bác nhá. 15 cặp BOTH. Đấy, buổi chiều ngày hôm nay đi 15 cặp. Cho nên những bác nào mà chưa cọc thì nhớ là cọc cho em sớm để em chủ cho đi hết đi đấy. Không có em để lưu ở nhà chật lắm. Đang còn một đống kia là vậy, em chưa đóng bởi vì là chưa ấy xong kìa. Các bác chưa cọc tiền kìa. Đấy, các bác chưa cọc tiền nên là em chưa cho đi. Em đang để lại đã. À, mọi người phải cọc cho em cái để em mới cho đi được nhá. Đấy, đây là hàng buổi chiều ngày hôm nay mà em đóng rồi đấy. Đấy. Đấy, những bác nào mà đang có nhu cầu mua loa thì liên hệ ngay bên em nhá, xử hết cho các bác luôn. Đấy, loa này rất là nhiều. Chào bác Trần Minh Phương nhá. Đây là đôi loa RKB của bác Lương Văn Trường ở Thanh Oai, Hà Nội nhá. Bộ dàn này. Đấy. 8,7 triệu RKB. Bang 1350 hả anh? 1350 hình như hết mất rồi. Còn không? À, hình như còn anh ạ. Nếu vậy anh lấy thì anh có thể để ra số điện thoại, nhắn cho em số điện thoại nhá. Đây loa này là của bác Trần Văn Khanh. Đấy, bác Trần Văn Khanh bác đã cọc cho em 500 ngàn rồi. Và còn 8 triệu này. Đấy. Đấy, các bác cứ cọc tiền thì em lại mới cho hàng đi được. Bởi vì là loa này nó nặng lắm. Nên các bác mà không cọc tiền thì em không cho đi được đâu. Đây. Loa RKB. Bác Văn Thanh ở Thủ Đức nhá. Đây này. Đây là đoàn RKB tiếp này của bác Nguyễn Văn Tuấn này ở Vĩnh Phúc này. Đây là bác khách ở Vĩnh Phúc này, bác này đã cọc tiền 300 này. Đấy. Còn 8 triệu 2 này. Đấy. Điều này là yêu cầu các bác là phải cọc tiền để thể hiện mình là mua hàng thật chứ không phải là cọc tiền để gì cả. Không yêu cầu các bác cọc 10 triệu, 2 triệu hay là bao nhiêu. Chỉ cần vài trăm ngàn thôi để làm tin thôi. Chỉ cần vài trăm ngàn là nó rất là đơn giản để cho mọi người là yên tâm. Đấy. Còn bác khách đây còn chơi máu hơn này, cọc cho em tới những 4 triệu rồi này. Đấy. Thấy không? Anh Luân này. Anh Lâm, anh Luân này, ở Gia Lai này. Anh cọc cho em tới 4 triệu này, còn có 4 triệu rưỡi này. Đấy, lo là 8 triệu rưỡi mà anh cọc 4 triệu này. Đấy, em không yêu cầu các bác cọc nhiều nhưng mà các bác nhiều rất là nhiều, bác khách là thoải mái lắm, bác cọc rất là nhiều. Nhiều khi là chuyển cái đủ tiền luôn. Bởi vì là các bác tin tưởng cửa hàng bên em này thực sự, và cái bên em không bao giờ làm các bác và thất vọng đâu mà. À, đâu trong đây này, trong đây này. 5 đôi đúng không? Trong kia nhớ rằng trong kia có một đôi kìa. À, bác Văn Toán này đóng rồi nhá, đóng rồi nhá. Của bác đóng rồi, đây này, của Văn Toán này sao này. Văn Toán hình đang đóng ở đâu đó, hình đang đóng ở đâu rồi. Có rồi nhá, có rồi đấy, em thấy đơn rồi. Cái bắt loạt rồi, KB. À, cái đồ của cái bộ thờ cho quên. Chào bác Hải Trần nhá. GD thì nó cũng là phân khúc với lại Aura Center nhưng mà nó sẽ mắc tiền hơn Aura Center anh ạ. Bởi vì GD thì nhiều người sẽ đánh giá cao hơn. Đấy, cho nên là GD lúc nào giá cũng cao hơn Aura Center một chút. Đấy, nó sẽ hơi cao hơn so với Aura Center. Nhưng mà nó không lệch nhiều anh ạ, nó cũng không lệch nhiều đâu. Và các bác nào đang xem livestream nhớ ủng hộ cho nút like nhá. Đây là loa BOTH này, BOTH này. Loa BOTH này. Đôi loa này là của bác Đào Văn Lưu. Đây đôi loa này là của bác Đào Văn Lưu, bác Đào Văn Lưu cọc em 500 này còn 4 triệu rưỡi này. Đấy, bác Đào Văn Lưu này.
Bác Đạt Văn Lưu đã cọc cho em 500 ngàn rồi nhá, lại còn 4 triệu rưỡi này. Đấy. Cho nên là mọi người yên tâm, tiền cọc của bác không bao giờ mất đi. Không bao giờ mất đi được cả. Nên mọi người hoàn toàn yên tâm cho em, thoải mái đi. Các bác phải cứ cọc tiền cho em để em chối hàng đi. Bởi vì rất là nhiều đơn rồi nhưng mà các bác chưa cọc tiền em không chối đi được. Đấy. Nó cũng sẽ ngang anh ạ, MUF với lại BOTH giá gần ngang nhau nhá. Nhưng mà do là lần này bọn em khuyến mãi nên là giá mới thấp vậy thôi. Chứ BOTH bình thường nó không có giá mềm vậy đâu. BOTH không bao giờ có giá mềm vậy đâu. Mà do lần này bọn em khuyến mãi nên là mới có giá tốt vậy đấy. Chứ còn BOTH với lại MUF là giá như nhau. Đấy, giá các bác mua là đúng ra bọn em đã bán bình thường là sẽ là như nhau. Cứ tầm khoảng 6 triệu. Đấy. Đây, đang đóng tiếp BOTH các bác này. Là bô thờ này à, vẫn tiếp tục đang đóng cho bác đây. Đấy, đang đóng tiếp đấy. Làm gì á? Là cái chân nhỏ nhỏ thôi, trời. Lấy cái chai nước muối sinh lý á. Chị về lấy đi. Thế nào chả có. Trời, cái lọ to này có mà chết. Bảo chú gửi cho anh đôi tiêm mà không biết anh hai chân nó tiêm gì đấy. Tiêm gì đấy, tiêm gì đấy. Tiêm gì nhỉ, nếu mà tiêm đấy mà em có mới gửi cho anh. Nếu mà tiêm mà nó không có, mà hiện tại em chưa có không gửi đâu. Bây giờ em chỉ có tiêm 13 thôi. Chỉ có tiêm 13 thôi. Anh muốn gửi anh đừng gọi cho em, nhớ được em này. Những cái nhỏ nhỏ đừng bao giờ gọi cho em, bởi vì em không nhớ đâu. Hãy gọi cho chị Hà luôn. Gọi cho chị này này. Đấy, bảo là em cho anh cái đầu tiên này, chị ấy cho. Chị ấy nhớ những ghi sổ luôn cho đi. Chứ cần bảo là gọi cho em thật các bác là nói xong miệng em nhiều khi em nhỏ nhỏ em có nhớ đâu. Cứ lung tung việc lại quên mất tiêu. Đấy. Đấy. Bác Hùng Hồ ơi, xe bây giờ không gửi được anh ạ. Lo bố thờ bây giờ không gửi xe được. Đấy. À, EIM thì không có tiêm bây giờ, đúng rồi. EIM thì không, bây giờ chưa có tiêm nên chưa gửi được, chứ không phải là không gửi. Mà là chưa có tiêm với EIM. EIM không có tiêm. Chưa mua được tiêm EIM anh nhá. Nếu mà có thì gửi rồi. Tiêm khác thì có, tiêm B3 thì có, chứ cần tiêm EIM thì hiện tại chưa có. Đó. Anh Hùng Hồ vui lòng là ở đâu nhờ, nếu mà em gửi hay em bắt buộc em phải gửi xe anh nhá, à bưu điện anh nhá. Anh Núi ơi. Anh Núi ơi, lỏng kìa, cắt giữa rồi. Thân lỏng là một đoạn đây. Cắt giữa đi, nó đang lệch ra cả đoạn. Cho nên là bọn em sẽ gửi xe nhá. Gửi xe cho các bác nhá, à, xin lỗi là gửi bưu điện nhá. Gửi bưu điện thì bọn em sẽ gửi, cũng nói chung là không mắc tiền đâu anh ạ, rẻ thôi mà. Bởi vì là lo này nó không nặng lắm đâu. Lo này đóng xong tầm khoảng độ 32kg thôi. Loa đóng xong tầm khoảng 30kg thôi, hơn 30kg một chút thôi, cho nên là cước không cao đâu. Nói chung là cước nó cũng rẻ thôi, bác ạ, không mắc lắm đâu. Cho nên là gửi xe bưu điện gần ngang nhau, giá gần ngang nhau à. Cho bác gửi bưu điện nó mang tận nhà, cho bác khỏe người. Cậu gì gửi xe. Đấy. Loa nặng thì gửi xe là được, chứ còn con loa này nó nhẹ mà. Loa này đóng tầm khoảng hơn 30kg thôi. Nói chung là không hết bao nhiêu cước cả. Ờ vậy à, ok. Ok, bây giờ loa FM bị bung tiêm mà. EIM là nó rơi, chắc là anh muốn lo thanh lý đúng không? Anh muốn lo thanh lý đúng không? Thanh lý thì nó không, nhiều khi không có tiền, tiền EIM phải hết rồi. Anh Thành Phạm ơi, lo bô thờ vẫn còn anh nhá. Do là hiện tại bây giờ em đang đợi một số người cọc đấy. Đơn thì rất là nhiều nhưng mà các bác cái cọc thì cọc milicillin lắm à, đang đợi người ta cọc đã, người ta cọc thì em chưa đi hết luôn. Đấy, quan trọng là các bác khắc cái cọc là cọc em mới gửi được nhá. Đấy. Bò thờ. Bọn em vẫn đang đóng đây. Đi này, đi này, đi này. Đi anh bịt mà. À đúng rồi. Bắt lại thường nó không có tiêm mà. Đó là báo rồi. Nhưng mà em nhớ thường em vẫn cho các bác tiêm khác mà có, chứ tiêm EIM không có đâu nhá. Tiêm của hãng khác thì có, chứ còn tiêm đúng EIM thì không có đâu. Bởi vì là tiêm EIM là khó mua hơn. Chứ còn nếu mà lo zin thì cái gì mà không có tiêm.
Thường thường là những lo thanh lý thôi, bắt like mà em không có tiêm mà em mở, mà em sẽ bỏ tiêm khác vào, nhưng mà đa số vẫn có tiêm mà, làm gì mà không có bỏ, mình làm gì mà làm gì mà lại không dám tiêm trời. Thôi bỏ tiêm khác thôi chứ tiêm em mở không có anh ạ, tiêm em mở khó mua lắm. Hiện tại chưa mua được cơ, bây giờ là đang dịch cái này là mua thấy quái được. À, Quỳnh Lưu Nghệ An à. Quỳnh Lưu là đường trên đường quốc lộ 1 nhỉ? Nói chung là Quỳnh Lưu Nghệ An thì em nghĩ là nên gửi bưu điện anh ạ, không nên gửi xe. Bởi vì là bọn em gửi xe Nghệ An á thì hết tầm cũng hết tầm 300. Em thật với anh luôn. Bởi vì là gửi xe Bắc Nam mà. Gửi xe Bắc Nam người ta cũng lấy 300 mà. Gần hay xa người ta cũng lấy 300, vào Sài Gòn cũng 300 mà gặp vào Nghệ An cũng lấy 300. Phải tội gì em thì gửi xe đi lấy hàng mệt người anh. Trong khi anh gửi bưu điện á cũng chỉ hết tầm khoảng 300 thôi. Cũng chỉ tầm vậy thôi. Nhiều khi còn không tới chứ. Tội gì phải gửi xe cho phải chạy đi ngoài đường đi đón xe bơi mặt ra ngoài trời. Tội gì anh. Bưu điện nó mang tận nhà cho anh khỏe người hơn. Đấy. Gửi xe ra ngoài đường chạy vội chạy vàng đứng đợi cả 1 2 tiếng đồng hồ để đợi lấy hàng mệt người lắm. Nếu mà những cái lo nặng hạn những cái lo mà tầm khoảng hơn 60 kg ấy, thì ưng như là gửi xe nó sẽ lợi hơn gửi bưu điện. Chứ còn những đôi lo mà 25 thì nó sẽ nhẹ. 25 nó không quá nặng cho nên là gửi bưu điện thì thực sự là nó lợi hơn. Đấy. Đấy. Lo B3 có ghép được một đôi lo bao thờ không? Ghép được anh Thành Phạm ạ. B3 là ghép bao thờ bình thường, rất thoải mái cái gì đâu. Đây là đôi loa Eric này. Đây là đôi loa Eric 25 các bác này. Eric 25 của anh Dương Quang Tuấn ở Từ Liêm Hà Nội này. Đấy, anh đã cọc cho em 500 rồi này, là còn 4 triệu rưỡi này. Đấy, loa này hôm rồi em xả có 5 triệu một đôi đấy. Thì anh đã cọc cho em 500 rồi. Thì bây giờ còn có 4 triệu rưỡi này. Đấy. Các bác cọc tiền cho em là em cho đi ngay, hàng rất là nhẹ nhòm luôn. Có cái gì đâu mà cứ lăn tăn trời. Có nhiều người cái chuyện mà cọc tiền mà các bác cứ làm giống như nặng nề quá. Sợ em lấy mất tiền của các bác hay sao, mệt quá thôi. Có ai cọc tiền mà em chưa gửi hàng bao giờ chưa cơ? Thật các bác chắc là em bán bao nhiêu năm nay rồi, bán chắc là hàng ngàn đôi lo rồi mà không biết là có ai cọc tiền cho em mà mất tiền cọc bao giờ chưa không biết nữa. Mà tại sao mà nhiều người cứ sợ cái gì không biết nữa. Mà đến ngày hôm nay lo bô thờ kia bây giờ cũng đang còn đợi cọc. Đơn thì rất là nhiều luôn, cả đống đơn mà bây giờ cứ đợi cọc. Đấy. Chưa có giấy. Lo này là bô thờ. Cho nên là các bác yên tâm. Đấy, ai mua cái gì cũng vậy sẽ được trừ hết. Các bác cọc cho em 10 triệu em trừ vào tiền lo 10 triệu. Các bác cọc cho em 100 ngàn em trừ vào tiền lo 100 ngàn. Các bác cọc cho em 1 triệu em trừ vào tiền hàng 1 triệu. Chứ không mất đi đâu cả. Đây. RKB này. Bác còn cọc cho em 4 triệu này. Mày em không yêu cầu bác cọc 1 triệu. Em chỉ yêu cầu bác cọc 500 ngàn thôi. Nhưng mà bác nó chơi em cọc hẳn 4 triệu luôn. Đấy. Có mất đi đâu đâu mà. Làm gì có mất đâu. Đấy. Có mất đâu. Đấy. Ai cũng cọc hết. Đấy. Ai cũng cọc. Không yêu cầu cọc nhiều. Ít cũng được. Nhưng mà phải có cọc để làm tin. Đấy. Bác này cọc em 300 ngàn này. Anh người em Tuấn này cọc em 3 ngàn này. Đấy. Cọc 300 ngàn thì em trừ 300 ngàn. Cọc bao nhiêu em trừ bấy nhiêu thôi mà. Chứ có mất đi đâu đâu mà. Cái tiền cọc nó không bao giờ mất đi cả. Đấy, cọc bao nhiêu em sẽ trừ bấy nhiêu. Đấy. Đấy, chào bác Hùng Hồ nhá. À, cọc thì bác tiện lắm. Các bác ra bưu điện xã đấy, không cần ghi ngân hàng đâu. Có nhiều các bác cứ nghĩ là phải đi ngân hàng mới chuyển cọc được. Nhưng mà không đúng đâu. Các bác cứ ra bưu điện xã đấy là chuyển được cọc nhá. Bưu điện hiện tại bây giờ người ta có cái dịch vụ chuyển cọc mà. Người ta có dịch vụ chuyển cái tiền cọc đó rất là rẻ các bác ạ. Chuyển tiền ngân hàng rất là rẻ luôn. Chỉ cần ra bưu điện thôi. Chứ không phải là đi ra ngân hàng đâu. Ra ngân hàng làm gì các bác, mệt người lắm. Đi ra ngân hàng đợi lâu lắm. Ra bưu điện xã này, có mỗi mình vào thì hắn làm khoảng 2 phút, 3 phút là xong. Đấy. Chào bác Hải Trần nhá, lo chú ý hả. Lau chùi thì em chưa thời gian đâu. Lau chùi bây giờ phải em thật anh là đâu có lo bán đâu mà lau chùi anh. Năm nay đói lắm. Không có bát cái đôi này cho dễ này. Để cái vang này cho em rồi bát cái đôi. Vâng, cảm ơn bác Duy Lê nhá. Cảm ơn bác Duy Lê. Đây loa này đang đóng được nãy đấy. Đấy. Đóng được đóng ngay đây. À loa của anh Nhật, phải của anh Nhật nào này. Anh Nhật phải anh Nhật đúng không nhỉ? Không phải. Không phải à?
À, của anh Tuyến ở Vũng Tàu có chuyến cá luôn này, không đi thu tiền này. Anh Tuyến này, anh Tuyến ở Vũng Tàu này, anh nó còn tin em mới nói mà anh chuyển cá tiền này, chuyển cá 5 triệu này, không thu họ luôn này. Đấy, đấy, về theo cũng được mà, các chuyển đâu cũng được hết á. Chuyển bưu điện cũng được, về theo cũng được. Đấy, nhưng mà chuyển bưu điện tiện hơn. Các bác chuyển bưu điện nó tiện hơn là chuyển về theo nó hình nó lâu hơn thì phải á. Đừng, về theo nó mệt hơn, nói chung là chuyển bưu điện nó tiện hơn. Ra bưu điện nó nhanh hơn, chứ còn ra về theo cũng hơi mệt đấy. Về theo lâu hơn, vậy em phải đi lấy mệt lắm. Đây bác, này là chuyện cá này, giá tiền này không thu hộ này. Đấy, vé nhanh nhanh gọn ạ, tiền thức là dễ hơn ạ. Đấy, anh Lý Quang Bình này cọc có 200, cọc 700 này. Đấy, bác cọc hẳn 700 luôn này. Đấy, Hưng Yên này. Bác Lê Chí Luân Lâm này, cọc cho em 1 triệu này. Đấy, mà em yêu cầu không cần cọc 1 triệu, cọc 300 ngàn được, mà cọc 1 triệu luôn này. Anh Nguyễn Hữu Công cọc 500 ngàn này. Đấy, thực sự là cái cần cọc nên không bao giờ các bác mất đi cả. Đây bác này cọc cho em 200 ngàn này. Đây anh Hải này, anh Hải Ninh Bình này cọc có 200 ngàn này. À đúng rồi, 200 ngàn này. Đấy, em đâu yêu cầu các bác cọc nhiều đâu, có nghĩa là tiền cọc không cần nhiều, chỉ cần có để thể hiện là mình mua hàng thôi. Bởi vì là em sợ cái 100 ngàn nếu mà mọi người nào muốn chơi với nghịch ấy, các bác cứ tưởng tượng như thế này là hiểu này. Bây giờ người ta làm ăn đi làm một ngày được chặt mặt được 100 ngàn, bây giờ đâu có rảnh lên 100 ngàn ra đi hắn đi chơi để hắn đi đùa em đâu. Đấy, tuy là cái tiền rất là bé nhưng mà em khẳng định các bác là các bác không đùa thật, là các bác mua hàng thật của em thôi, đơn giản vậy thôi. Đấy, chỉ đơn giản vậy thôi để thể hiện là mình mua hàng thôi, chứ còn không có ý đồ gì cả, thoải mái lắm. Đấy, đây bác khách này là bác khánh này mua con đẩy PX 4800 này 9,5 triệu này, bác cọc con 100 ngàn này. Đấy, bắt cọc có 100 ngàn này, đây còn 9,4 triệu này. Thấy không, đơn giản không? Em đâu có bắt cọc nhiều đâu, đâu có phải là các bác đi cọc 10 triệu hay là 1 triệu, 2 triệu cho người ta lừa các bác đâu. 100 ngàn của người ta, các bác là không đủ ăn sáng chứ nó gì kìa. Cọc có 100 ngàn này. Thấy không? Còn thu hộ 9,4 triệu này. Mà con này 9,5 triệu. Con này giá có 9,5 triệu. Bắt cọc có 100 ngàn này, cũng vẫn được bình thường, có gì đâu. Đó là thể hiện thôi, em rẻ vậy thôi. Bác thấy không, chỉ cần thể hiện thôi. Còn những cái này là không cọc này. Còn những cái này là không cọc hết này. Những cái nhỏ này là không cọc này. Đấy, những cái này em không bao giờ bắt các bác cọc. Nguyên tiền luôn. Đấy, mua bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Đấy, 5 triệu 2 vẫn là 5,2 triệu. Không cọc đồng nào hết. Đấy, có nghĩa là những cái này là nhỏ tầm khoảng 4-5 kg ấy, thì em không yêu cầu các bác cọc đâu. Bởi vì các bác cũng bất tiện, bất công. Nhưng mà những cái đằng nặng thế này thì các bác thông cảm cho bên em cái là cũng nên hỗ trợ bạn em một chút. Đấy, để bên em cũng có niềm tin nữa. Nói chung gửi hàng còn thoải mái, đừng có nơm nớp lo cũng mệt lắm. Đấy, mà em gửi hàng mà em thoải mái cũng đi xứng. À, gọi cái Toán, là cái Toán đang nghe máy anh ạ. Cái Toán người ta đang nghe máy anh nhá. Đấy. Đấy, các bác ủng hộ bên em nhá, các bác nhé.